Hà Văn Đông, khiếm thị bẩm sinh trong gia đình nông dân tại Hải Dương. Nhưng Đông yêu nhạc từ khi còn rất nhỏ. Và cũng chính âm nhạc là động lực giúp Đông vượt qua những khó khăn thử thách, vượt qua bóng tối. Đông luôn ý thức rằng chỉ có đi học mới giúp Đông phát triển được năng khiếu để chứng minh rằng mình vẫn có thể sống và làm việc như một người bình thường. Tuổi thơ của Đông trôi qua không ít những sự thử thách, cơ thể suy yếu, sự e ngại của người xung quanh cũng không ít lần làm Đông chùn bước. Để chứng tỏ mình có thể làm được, Đông luôn đạt thành tích cao nhất trong học tập và tích cực tham gia các hoạt động của trường. Đến năm 2007, Đông theo nhóm bạn vào Sài Gòn để trao dồi kiến thức và âm nhạc và tham gia rất nhiều game show truyền hình thực tế. Cuộc thi The Voice Việt Nam có lẽ là một dấu mốc rất lớn trong cuộc đời của Đông. Được nhiều khán giả biết đến mình, Đông lại càng có thêm động lực và quyết tâm trở thành một ca sĩ thực thụ trước công chúng, làm đẹp bản thân từ hình thể đến giọng hát. Có lẽ khán giả vẫn luôn ấn tượng với một Hà Văn Đông đầy lửa với dòng nhạc rock, nhưng ít ai biết rằng chàng trai này lại khá đa tài, vừa chơi được beatbox, vừa đàn và hát nhạc trữ tình cũng rất hay. Hiện tại, Đông đã tốt nghiệp cử nhân sư phạm âm nhạc tại Sài Gòn, vừa đi hát, vừa đi dạy học. Thường xuyên hát tại các quán bar acoustic dành cho giới trẻ và lưu diễn tại nước ngoài. Đông luôn khuyến khích các bạn khuyết tật của mình rằng mỗi người trong các bạn đều là một cá thể duy nhất trong xã hội. Các bạn hoàn toàn có đầy đủ năng lực để làm điều mình muốn. Ngày mai đến lúc tôi xa người, đừng đợi ngày mai đến khi tôi phải ra đi. Ôi buồn làm sao nói lời tạ ơn, nếu có bao dung thì hãy bao dung bây giờ, đừng đợi ngày mai đến lúc tôi xa đời. Đừng đợi ngày mai, biết đâu tôi nằm im hơi. Tôi chẳng làm sao tạ lỗi cùng người, dồn dào muốn nỗi đau, nghẹn ngào muốn nỗi vui, dịu dàng muốn nỗi đau, nghẹn ngào muốn nỗi vui. Đừng đợi ngày mai lúc mắt tôi khép lại, đừng đợi ngày mai có khi tôi đành xuôi tay, trôi dạt về đâu chốn nào tựa nương. Nếu có yêu tôi thì hãy yêu tôi bây giờ, đừng đợi ngày mai để lúc
lúc tôi qua đời. Đừng đợi ngày mai, có khi tôi thành mây khói. Các bụi làm sao mà biết mỉm cười, rộn ràng với nỗi đau, nghẹn ngào với nỗi vui. Dịu dàng với nỗi đau, nghẹn ngào với nỗi vui. Rộn ràng với nỗi đau, nghẹn ngào với nỗi vui. Dịu dàng với nỗi CD một bài thôi à? Dạ không, CD có nhiều bài chứ. À, nhiều bài mà lấy cái bài chứ là cái tựa đề CD. À, tựa đề. Bút đây đi đó. Đây cũng là cái CD đầu tay mà cháu làm luôn. Vậy à? Dạ. Quý lắm, như vậy là quý lắm. Đồng về Việt Nam thì em sẽ nói với bạn đồng nghiệp của mình đó, là cái cuốn CD đầu tay như là đứa con đầu lòng của em. Em đã chọn chúng nhạc phẩm mà được nhiều người yêu thích, đó là thơ Ngô Tình Yên, nhạc Trần Duy Đất. Mà hôm nay em bay qua tận Hoa Kỳ để em gặp đúng người nhạc sĩ. Em thấy sao? Thực sự đúng là... Có mơ không? Có nghĩ sao? Dạ, thực sự đúng là cái điều mà thực sự là mơ, mình cũng không nghĩ là nó là sự thật. Tại vì đối với cá nhân em thì em rất là tôn trọng cái người nhạc sĩ đã sáng tác những cái ca khúc, bởi vì đây là gần như là cái người đầu tiên để sinh ra cái ca khúc này, và cũng là nghệ sĩ, là người ca sĩ, là cái người mà truyền đạt cái điều mà nhạc sĩ muốn gửi gắm đến cho khán giả. Thì nếu như mà không có người đầu tiên viết ca khúc này thì chắc chắn là sẽ không bao giờ có cái nhà ca sĩ gửi đến công chúng cái bài hát này. Tại sao em lựa chọn ca khúc này? Ngay mà khi mà nghe cái em nghe từ đâu? Ngay khi mà nghe từ những các anh chị trước, ví dụ như là Khánh Ly, rồi chú Elvis Phương, rồi sau này có anh Đặng Minh Hưng hát ca khúc này, thì thực sự là em rất là thích, và cái tiết tấu nó rất là trẻ. Có là dù là bài viết, không biết là bài này chú viết năm bao nhiêu?
Chú viết từ năm 1995. Vậy là mười mấy năm rồi. Nhưng mà cái lúc đấy là cháu còn rất là bé, và cho đến khi mà cháu nghe cái bài này là khoảng 2006 2007, thì lúc đấy cháu đã cảm nhận được cái gì, nó hơi thở rất là trẻ, nó cháu đã cảm nhận được. Và không ngờ là sau tới cái khoảng năm 2016 khi mà cháu có cái điều kiện thực hiện cái CD này, thì cái ca khúc đầu tiên cháu nghĩ đến làm đầu tiên đó là cái bài Nhớ Tôi Theo Một Cái phong cách rất là khác. Nhưng mà em có biết rằng em hát từ ca khúc đó của chú Trần Duy Đức, của những ca sĩ trước trong và ngoài nước, thì em làm sao em lấy đúng tên tác giả, tại vì theo anh được biết là tác giả tên bị đổi, làm sao em lấy đúng tên vậy? Mà em lại không thấy nữa, có ai cố vấn không? Hay là em phải đi tìm, hay là em suy nghĩ hỏi han hay như thế nào? Thì tại vì trước khi mà em bắt in cái bìa đĩa thì em tìm rất là kỹ ở trên trên internet, và qua hỏi những người bạn bè, những người đồng nghiệp, ví dụ như bài Nếu Kêu Tôi thì rất là may là được sự được anh Thành Lễ đã nói cho em biết là cái bài này của nhạc sĩ Trần Duy Đức, thơ Ngô Tự Nhiên, và chính vì vậy nên là em đã kịp thời để sửa lại cái tên tác giả. Trước đó là tác giả tên gì, em định làm tác giả tên gì? Em cũng không nhớ lắm, không nhớ lắm, nhưng mà hình như là có lẽ là bị sai. Em đưa theo cái mà phổ biến ở trên mạng người ta vẫn tìm. Em cũng không nhớ là tên gì lắm. Rồi em dục hết mấy cái kia luôn. Dạ đúng rồi. Sao ông tác giả lần đầu tiên một em phải nói hoàn cảnh, đây là một cái cuốn đi CD đầu tay, tiền thì cũng không có nhiều, em cũng chưa nổi tiếng mà em dám hy sinh dục hết những cái đó, anh nghĩ như thế nào thưa anh Trần Duy Đức? Với một cái tấm lòng mà còn nhất là người trẻ như Hà Văn Đông đó, mà còn tha thiết với lại cái văn hóa nghệ thuật của Việt Nam, đó là cái điều mà anh rất là trân quý. Và thêm nữa là biết tôn trọng người tác giả, chứ không phải như một vài ca sĩ khác, họ không phải là họ không quan tâm cái chuyện đó, thậm chí có người còn đổi tên của tôi nữa. Tên anh lúc đó tên gì vậy? Anh có hai tên. Dường như là họ đổi tên là Nguyễn Đức Duy. Nguyễn Đức Duy đúng không? Nguyễn Đức Duy, đúng rồi. Ở Việt Nam nó họ đổi qua như vậy. Rồi thôi, mọi chuyện tôi cũng cho nó là cái điều gọi là big deal, trầm trọng. Cái tác phẩm của mình, cái quan trọng là tác phẩm của mình nó được may mắn, được đón nhận là cái niềm vui của tôi rồi. Cái tên tuổi mình nhiều khi mình nhắm mắt lìa đời, cái tên tuổi mình cũng mang theo thôi, cũng đâu để lại, phải không? Cái tác phẩm mình ở lại đó là một cái điều hay hơn. Cũng không quan trọng là cái chuyện nào. Anh cho em hỏi thăm anh dạo này, hoặc là anh biết tin tức của nhà thơ Ngô Tự Nhiên, một người bạn với anh đồng hành trong cái Nước Con Nếu Có Yêu Thôi, thưa anh? Thỉnh thoảng anh em có liên lạc với nhau. Ngô Tự Nhiên tôi xem cũng như người em gái của mình vậy. Cô vẫn rất là khỏe mạnh, vẫn sáng tác rất là dồi dào, thấy vậy. Anh nói thêm về chị Ngô Tự Nhiên cho em Trần Duy Đức, em Hà Văn Đông. Em Hà Văn Đông thật sự nói thêm về điều gì? Thưa anh, chị Ngô Tự Nhiên năm nay khoảng bao nhiêu, và chị viết thơ rồi xong anh cảm hứng như thế nào để chọn bài này? Thưa anh, đối với người phụ nữ mình không nên anh biết bao nhiêu nói về tuổi nhé. Cô đó sẽ trẻ hoài nhé. Nếu chúng ta không biết tuổi, phải không? Phụ nữ họ là như vậy, mình tránh đi nha. Muốn thì anh kể, thì đó là một bài thơ Ngô Tự Nhiên. Anh đã lấy cái ý thơ phải thêm khác
này nọ đó, rồi anh soạn thành một ca khúc. Cái khá như vậy, cái bài hát mà được cho đến thời phút này vẫn được quần chúng đón nhận sau hơn 20 năm. Anh thì thứ nhất là may mắn. Cái thứ hai, nó chứa đựng một cái thông điệp tạm gọi là như vậy. Mà cái thông điệp nó tựa như cái tâm trạng của tất cả mọi người ở thế gian này. Cái điều là ai cũng biết hết, phải không? Khi chúng ta còn nhỏ, chúng ta học cô giáo dạy chuyện hôm nay chơi đấy ngày mai, ví dụ như vậy đó. Đó là nó nằm trong cái ý nghĩa như vậy thôi. Thành ra nó hợp với tâm trạng của mọi người. Cho nên đến giờ phút này, Hà Văn Đông vẫn còn một người trẻ, Hà Văn Đông vẫn còn hát nó. Nó lý do vậy chú vui lắm. Chú không ngờ mọi tác phẩm đều có định mệnh của nó. Có những tác phẩm nó sẽ bị đảo lọc theo thời gian. Phải là bởi vì có thể là nó không mang được cái tính giá trị đặc thù của nghệ thuật thì nó sẽ bị đào thải. Thì may mắn thay, cái ca khúc Nếu Yêu Tôi của chú nó vẫn được tồn tại, vẫn được sự yêu thích của giới thượng ngoạn. Ngày mai Hà Văn Đông tuần sau em về lại Việt Nam, không biết chừng nào qua. Em thì không thấy để em được lại gần chú một chút. Em có nói vài lời chúc chú như thế nào, hy vọng gặp lại ở bên Hoa Kỳ nữa. Cháu rất là trân trọng người biết nhạc, có tâm với chú. Đây là ngày sắp tới, sắp sẽ về Việt Nam tuần tới thì không biết là cái dịp nào có thể quay trở lại Hoa Kỳ được. Cháu hy vọng là một ngày đẹp trời đó sẽ được gặp lại chú. Hay quá, mình gặp nhau nó là một cái duyên nhé. Nói theo nhạc Phật đó là cái duyên. Có khi cả trăm kiếp nghìn kiếp chúng ta không nếu không có duyên vẫn không được gặp nhau đâu. Thì mình giữ cái duyên này một cái kỷ niệm nhé. Rồi, trước khi chú chúc cháu thừa lộ bình an nhé, và trên đường này luôn luôn đạt được nhiều. Dạ, cảm ơn chú nhiều lắm. Em trước khi về em chúc chú khỏe mạnh vui, trong em hát chay lại một đoạn bài Nếu Có Yêu Tôi đi nha. Dạ không, hát rất là lạ, giọng đặc biệt lắm. Dạ. Nghe được rồi. Dạ. Hôm sau em hát tối này chú sẽ nghe. Dạ, hát một câu chú để như là nếu có yêu chú dưới đất thì như thế nào. Đừng có hát lộn tên tác giả nữa. Dạ, cháu hy vọng là chú sẽ nghe và chúng ta thích cái CD này. Tối nay chú sẽ thưởng thức cái CD của